tháng 6 năm 2020 này, một bộ truyện Mao Sơn hấp dẫn sẽ được ra mắt trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Kịch tính, lôi cuốn, không thể ngừng nghe, kiến thức sâu rộng về huyền học, thám hiểm mộ cổ không chỉ ở Trung Quốc mà còn qua cả Ai Cập, Miến Điện hay châu Âu, hóa giải bí mật về báu vật bậc nhất của Tân Thủy Hoàng, tượng trưng cho quyền lực của nhiều đời hoàng đế Trung Hoa, cùng Ma Thổi Đèn và Đạo Mộ Bút Ký tam phần thiên hạ, không thổi phồng thân thánh hóa nhân vật, khối kiến thức vô cùng rộng lớn, giải thích cặn kẽ tỉ mỉ khiến người đọc tưởng hết thảy đều là thật, đến đại sư huyền học ngoài đời thực cũng phải tấm tắc khen ngợi. Không dài dòng hoa lá, tình tiết dồn dập kịch tính, chuỗi sự kiện liên tục xảy ra. Vậy còn chờ đợi gì nữa? Hãy ghé qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, subscribe kênh, bật thông báo để cùng nghe ngay thôi nào. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn hôm nay thì chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, phần thứ 11. Hồi thứ nhất mang tên Trúng Kế, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Nhà tù của thất gia trên cơ bản vẫn giữ nguyên bài trí vốn có. Tuy người đã dọn đi, nhưng vật dụng đồ đạc đều không thiếu. Vào tới bên trong, Trương Quốc Trung nhận ra từ cách bài trí, đây có lẽ là phòng của người hầu, bởi chất lượng cũng như kiểu dáng đồ đạc đều kém xa so với thư phòng. Quái lạ, Trương Quốc Trung bật đèn, miệng lẩm bẩm. Vừa rồi rõ ràng thấy có bóng người. Gian phòng này cùng lắm chỉ 20 mét vuông, bày biện tương đối đơn giản. Quét mắt quan sát, trên mặt đất phủ một lớp bụi, không có dấu vết ai từng ra vào. Cửa sổ cũng đóng chặt, không giống như có người nhảy qua cửa sổ. Vậy sao kim la bàn trong tay lại quay vèo vèo? Trương Quốc Trung rút vấn thiên, cẩn thận mở tủ quần áo, chẳng phát hiện được gì. Sau đó từng bước tiến sâu hơn vào bên trong, nhìn trên giường hoàn toàn trống không. Trương Quốc Trung dò xét quanh phòng một hồi, nói ra cũng thật kỳ quái. Ra khỏi phòng, kim la bàn liền đứng im. Vào phòng, kim la bàn lại bắt đầu xoay vèo vèo. Chính là chỗ này, Trương Quốc Trung lẩm bẩm. Sư huynh, qua đây coi. Để tìm được rồi. Gian thứ hai, phía đông lầu 1. Đây là bộ đàm A Quang đưa. Trương Quốc Trung thật sự chưa quen sử dụng, gọi vô số lần cho đến khi Lưu Lao Đầu chạy đến trước mặt của mình, vẫn không ai nghe tiếng ai trả lời. Thì ra Lưu Lao Đầu cũng đã hồ biết rồi, nhưng quên không ấn nút trò chuyện, cho nên bộ đàm chỉ dùng được một chiều. Lăn lộn suốt một đêm, hai người tìm được một cái cọc dài chừng nửa tấc, làm bằng ngọc thạch, được giấu tại một nơi vô cùng kín đáo dưới sàn một gian phòng. Nhìn kỹ dưới ánh đèn, phát hiện trên bề mặt điêu khắc vô số ký tự, không dùng kính hiển vi rất khó có thể nhìn ra đó là gì. Xung quanh cọc đá còn có một vòng nhỏ bột phấn màu trắng, hình dạng giống mặt người. Cái này là... Liều Lao Đầu cẩn thận chấm chút bột phấn màu trắng, đưa lên mũi người người. Hai trận. Liều Lao Đầu hít sâu một hơi. Xã hội hiện đại còn có kẻ dùng loại trận pháp tàn nhẫn này sao? Sợ quỷ môn trận không dọa chết người, còn bổ sung thêm trận pháp này, mối thù phải lớn thế nào đây? Hai trận còn gọi Hòa Nghiệt trận là một trận pháp tà môn cực kỳ nghịch thiên trong hàng thuật. Nguyên lý của hài trận chính là trước tiên khiến một người chết thảm, phần lớn là thiêu sống hay nấu chín,
sau đó lại dùng xương cốt của người chết làm thành một thân giả để cho hồn phách bám vào. Vì thế xung quanh hải trận thường sẽ nghe được tiếng người nói chuyện hay khóc thút thít vân vân, thậm chí còn nhìn thấy cả bóng người. Nếu sống quanh hải trận trong thời gian dài, sớm muộn gì cũng sẽ gặp ma. Loại trận pháp này cũng là tối kỵ trong hàng thuật, vì xúc phạm tới quỷ hồn, kẻ bày trận đương nhiên bị giảm trừ dương thọ. Sư huynh, huynh nói trong nhà họ Liêu có phải có nội gian không? Trương Quốc Trung nói, sàn của tòa nhà bị đào lên để bày trận, động tinh lớn như vậy, không lý nào thất gia không biết. Không biết nữa, Liêu lao đầu trầm tư. Đương chuyện này cũng nên nói với ông ta một tiếng. Nếu thực sự có nội gian thì cũng là chuyện nội bộ nhà họ Liêu. Dù sao hiện tại quỷ môn trận đã bị phá, tiếp theo chỉ cần chờ cái thằng danh kia tự mình mò tới thôi. Hôm sau, Trương Quốc Trung cùng Lưu lao đầu tới nhà thất gia. Vừa bước vào đại sảnh, thiếu chút nữa thì té xỉu. Chỉ thấy thất gia đang ngồi nói chuyện hăng say với một người, chẳng phải ai khác, chính là Tần Qua. Tần gia. Liêu lao đầu không ngừng dụi mắt, chỉ sợ mình nhận nhầm người. Trương trưởng môn, tôi biết cậu sẽ tới tìm tôi. Tần Qua rít một hơi thuốc. Sự tình phiền phức hơn so với dự đoán của tôi, cho nên chỉ có thể đến tìm cậu. Em trai cậu bảo cậu đang ở Hồng Kông, tôi liền tức tốc quay về đây. Tôi cũng không ngờ các người lại quen biết nhau à? Thật ra mặt mày hớn hở. Tôi đã sớm nhìn ra hai vị tuyển không tầm thường mà. Không quen, có quen biết gì đâu. Liêu lao đầu ngồi xuống sofa, cố ý quay mặt sang hướng khác. Trương trưởng môn, mấy ngày nay tôi vẫn luôn thông qua chút manh mối do Tôn tiên sinh cung cấp điều tra mấy tên trộm mộ Triều Thanh kia, hiện tại đang gặp phải mấy vấn đề cần cầu hỗ trợ. Tần Qua không để ý Lưu lao đầu, nó liền một mạch. Tần tiên sinh, chúng tôi cũng có một số suy đoán. Cái ấn đó. Trực Quốc Trung nhìn sang thất gia bên cạnh, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Trương trưởng môn, không cần giấu giếm, tôi đã nói chuyện với thất gia. Tần Qua lên tiếng. Đúng vậy, Trương tiên sinh, Tần Qua đã kể chuyện các người tìm Hòa Thị Bích với tôi. Hiện tại chúng ta là người một nhà, tôi sẽ tận khả năng giúp đỡ các vị. Thất gia hưng phấn nói. Chỉ cần các người có thể giúp tôi xử lý cái tên họ Triệu kia. Trương Quốc Trung giờ khóc giờ cười, vòng một vòng lớn, thế nào lại thành Hòa Thị Bích a? Là thế này, sau khi tôi trở lại Hồng Kông, có gọi cho Tôn tiên sinh. Dưới sự giúp đỡ của ông ta, tôi đã tìm được tài liệu bán đấu giá độc ngọc tại Anh năm đó, cũng như cháu của người truyền giáo đã bán khối ngọc. Tần Qua trầm giọng nói tiếp. Hắn đã cho tôi xem nhật ký của ông nội hắn, trên đó có ghi độc ngọc được mua từ tay một đạo sĩ tên là Triệu Minh Xuyên. Triệu Minh Xuyên chỉ là phiên âm, nên có thể khẳng định người đó họ Triệu. Địa điểm giao dịch là một đạo quán ở Quảng Đông, tên là Lạc Hồng Quan. Trương Quốc Trung không khỏi âm thầm bội phục năng lực làm việc của Tần Qua. Chỉ sau một tháng ngắn ngủi đã tìm ra được manh mối quan trọng. Sau đó tôi lại đi Quảng Đông, nghe nói Bách Xuyên chân nhân của Lạc Hồng Quan thời kỳ cách mạng văn hóa đã chạy tới Hồng Kông. Tôi lại thông qua một số bạn bè, chẳng mấy chốc đã tìm được ông ta. Được biết đạo quán đích thực có người tên Triệu Minh Xuyên, tinh theo bối phận thì là sư thúc tổ của ông ta. Nhưng từ sau thời dân quốc, người này đã bắt đầu vân du tứ hải. Sau đó thì sao? Trương Quốc Trung nóng lòng hỏi. Chẳng có gì hết, Tần Quan nhún vai.
Tôi vốn muốn tìm cậu cùng Liêu tiên sinh bàn bạc, nhưng lại bận chút chuyện riêng. Hôm nay sau khi gặp thất gia, dường như lại có chút manh mối mới. Tần Qua mỉm cười quỷ dị. Triệu Côn Thành sao? Trương Quốc Trung thấp giọng nói. Không hổ là Trương trưởng môn. Tần Qua nhếch miệng nói. Người này tôi cũng quen. Nếu không phải Trương trưởng môn nói cho tôi biết, đại học sĩ Triều Minh bị Chu Di cửu tộc kia cũng họ Triệu, tôi tuyệt đối không nghi ngờ đến hắn. Được rồi, mau nói qua mấy cái chuyện khác đi. Không đúng, ông đừng có nói gì hết. Liễu lao đầu khoát tay. Thật ra, sao ông có thể quen biết hạng người này chứ? Chẳng làm được cái việc gì đàng hoàng đâu. Liễu lao đầu bày ra vẻ mặt chán ghét. Cùng trong hôm đó, Tần Qua quyết định dọn vào tổ trạch nhà họ Liêu, ở cùng với Trương Quốc Trung. Còn Liễu lao đầu ở lại bên cạnh thất gia, phụ trách an toàn của ông ta. Theo phân tích của ba người, họ Liêu mời đội thi công tới phá rỡ quỷ môn trận. Động tĩnh lớn như vậy, Triệu Côn Thành tuyệt đối không làm ngơ. Trước mặt chỉ có thể chờ hắn có bước hành động tiếp theo. Nhưng chớp mắt đã qua một tháng, thất gia cùng tổ trạch nhà họ Liêu hết thảy đều bình thường, không có bất kỳ động tĩnh nào. Buổi đêm, Trương Quốc Trung đang cùng Tần Qua uống rượu, bỗng thấy A Quang hồn hển chạy vào phòng. Không, không xong rồi, Liêu tiên sinh, ông ấy. Huynh ấy làm sao? Trương Quốc Trung vừa nghe, lập tức khẩn trương. Ông ấy hôn mê bất tỉnh. Quay lại nhà họ Liêu, chỉ thấy Liêu lao đầu nằm trên giường giống như đang ngủ. Mấy bác sĩ vây xung quanh, luôn cuống tay chân không biết phải làm sao. Chúng tôi đã kiểm tra, vị tiên sinh này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng để chắc chắn hơn, để đưa đến bệnh viện kiểm tra một lượt. Bác sĩ lau trán đầy mồ hôi. Tần Qua đi tới, nắm lấy cổ tay Liêu lao đầu, mạch đập bình thường, quái lạ, không có bệnh. Đã ly bì một ngày một đêm, thật ra cũng không biết làm sao cho phải. Ban đầu còn tưởng do mệt mỏi, nhưng sau đó gọi mãi không tỉnh. Tôi không dám tùy tiện đưa Liêu tiên sinh tới bệnh viện, nên mới cho A Quang gọi các người về đây. Trương Quốc Trung nhẹ nhàng lật mí mắt Liêu lao đầu, phát hiện trên đồng tử có một vòng tròn màu trắng, bên trong loáng thoáng một mặt người. Không nhìn kỹ còn tưởng là phản xạ ánh sáng. Trúng hàng. Trương Quốc Trung cắn răng nói. Mau, A Quang, giúp tôi chuẩn bị đồ. Hầu như mọi thứ đều có sẵn trong chốc lát. Giấy vàng, đồng tiền, chu sa cùng một miếng tử ngọc đã được bày trên bàn. Trương Quốc Trung rút vấn thiền, cởi áo Liêu lao đầu, đâm từng lỗ nhỏ theo vị trí thất mạch, dùng chu sa vẽ lên giấy vàng mấy hình rối mắt. Tiếp theo xé giấy thành mảnh nhỏ, dán trên miệng vết thương tại thất mạch. Trương Quốc Trung cầm một nắm đồng tiền đặt xung quanh Liêu lao đầu, sau đó lại dùng đồng tiền bày trên mặt đất một hình người thu nhỏ. Xin tổ sư gia phù hộ. Trương Quốc Trung vừa lẩm bẩm, vừa cẩn thận nhét tử ngọc vào miệng Liêu lao đầu, cuối cùng dùng vấn thiên vạch lên sàn nhà. Tần Qua quan sát nửa ngày không nhìn ra Trương Quốc Trung vẽ cái gì. Chỉ thấy sau khi nét cuối cùng hạ xuống, đồng tiền trên mặt đất bỗng nhiên dựng đứng. Dây vàng dán tại thất mạch của Liêu lao đầu cũng bắt đầu bốc khói. Ra đi! Trương Quốc Trung hét lớn, khiến mọi người ở đây không khỏi giật mình. Dứt lời, hai tay nắm chặt chùy thủ, cắm phập một nhát vào hình người xếp bằng đồng tiền dưới đất. Đồng tiền chớp mắt đổ rạp. Liêu lao đầu bỗng dưng ngồi bật dậy, phun ra một ngụm nước vàng cùng với tử ngọc. Ta oánh chết ngươi, họ Tần kia! Liêu lao đầu vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngồi trên giường mở to mắt nhìn xung quanh. Tần Qua lắc đầu thở dài. Đúng là lão ngoan đồng, đã trúng pháp thuật còn muốn cùng mình phân cao thấp. Những người xung quanh không khỏi trợn mắt há mồm,
đặc biệt là thất gia, tâm tình lúc này vừa mừng vừa sợ. Lúc trước mời tiên sinh làm tới làm lui chỉ có múa may giống như hát tuồng, lần này tận mắt chứng kiến công năng đặc dị, thầm vui mừng vì mình đã gặp được người có bản lĩnh thật sự. Ta bị làm sao thế này? Liễu lao đầu phát hiện Tử Ngọc lẫn trong đống nước vàng do chính mình phun ra, kinh ngạc thốt lên. Chúng ngốc hàng. Trường Quốc Trung lau mồ hôi trên trán. Ngốc hàng. Liễu lao đầu giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, cái thằng danh con đó dám lôi ta ra làm thí điểm à? Ngốc hàng là gì? Tần Qua thắc mắc. Cũng không phải hàng thuật gì lợi hại, chỉ khiến người ta ngủ ly bì, gọi mãi không tỉnh. Hôm nay cho dù tôi không ra tay, sư huynh ngủ hết 3 ngày 3 đêm sẽ tự mình tỉnh lại. Thời xưa đánh giặc thường dùng thứ này để kéo dài thời gian. Nhắc đến kéo dài thời gian, Trường Quốc Trung bỗng giật mình, đánh mắt nhìn Tần Qua, dường như trong lòng đã hiểu ra điều gì. Tần Qua cũng gật đầu nói: là kế điệu hồ ly sơn. Lao Liêu, chỗ này giao cho huynh. Trường Quốc Trung lập tức cầm vũ khí kéo Tần Qua chạy thẳng về tổ trạch nhà họ Liêu. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Lấy Mệnh Đấu Mệnh. Đây là Hồng Kông, không phải núi sâu. Tần Qua vừa lái xe vừa đưa cho Trương Quốc Trung một khẩu súng. Tôi không tin Hồng Kông cũng có mấy thứ đó. Tần tiên sinh, ông quá xem nhẹ Triệu Côn Thành rồi. Trương Quốc Trung từ chối khẩu súng của Tần Qua, chăm chú nhìn con đường phía trước. Tần tiên sinh, chậm lại một chút. Trương Quốc Trung khoát tay, chỉ thấy ven đường có cắm một cây cờ, là loại dùng trong tang lễ, có tác dụng chiêu hồn người chết. Bạn nãy rời đi không hề có. Mau dừng xe. Trường Quốc Trung phất tay, ô tô phanh két một tiếng, dừng lại giữa đường. Hai người xuống xe, phát hiện có chút không thích hợp. Thế này là sao? Tần Qua không thể tin vào mắt mình. Nhìn từ trong xe, rõ ràng là đường tới tổ trạch nhỏ họ Liêu. Nếu khi xuống xe, lại phát hiện mình đang ở giữa quốc lộ Bản Sơn, xung quanh tô đen điểm bực. Phía trước cách xa mấy trăm mét chính là một cây cầu thi công giang dở, bên dưới là vực sâu 100 mét. Nếu Trường Quốc Trung không kịp thời phát hiện, giờ phút này hai người đã chết oan chết uổng rồi. Trường trưởng môn. Tần Qua rút súng cau mày hỏi: chuyện này là sao? Xem ra tên họ Triệu muốn liều mạng. Trường Quốc Trung đi qua ven đường, quan sát thật kỹ mấy chữ triển rối tung trên lá cờ. Mệnh thuân thiên trọng quả. Tần Qua lẩm bẩm từng chữ. Trường trưởng môn, hắn viết gì vậy? Là hàng thuật đấy. Trường Quốc Trung trầm giọng nói: tôi biết con trai thất gia chết thế nào rồi. Nhất định anh ta đã biết thứ gì không nên biết, cho nên mới bị giết chết. Theo thất gia kể, con trai ông ta chết là do lái xe với tốc độ 200 km/h đâm vào trụ cầu tại khu đất hoang cách xa quốc lộ. Sau khi nghiệm thì không phát hiện dấu hiệu say rượu lái xe. Trương trưởng môn, thứ cậu nói có phải là hàng đầu hay không? Tôi từng xem trong tư liệu, chẳng phải loại pháp thuật này cần có tóc hay vật tùy thân của người mình muốn yểm mới có thể tiến hành sao? Tay Tần Qua nắm chặt súng, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Hàng đầu mà ông nói là loại sơ đẳng nhất. Trường Quốc Trung một tay rút chùy thủ, một tay thử độ cứng của lớp sơn trên xe Tần Qua. Cái này là lạc hàng, chỉ cần lấy được vật ông từng sờ qua là có thể hại ông. Trường Quốc Trung vừa nói vừa dùng chùy thủ khắc lên cửa xe. Theo lời Trương Quốc Trung, cái Triệu Côn Thành sử dụng là lạc hàng chính tông,
Lạc Hàng cũng được gọi là Bắc Hàng hay Nguyên Hàng, do tổ sư gia của Hàng giáo là Lạc Hữu Xương phát minh. Đây là loại hàng thuật thâm độc, hại người đến chết, tuy nhiên cũng cắt giảm dương thọ lợi hại nhất. Tương truyền Lạc Hàng đã tuyệt tích cả ngàn năm. Hàng thuật trước mắt này, theo lý mà nói, chắc thuộc về loại lợi hại nhất được truyền lại. Còn hàng đầu mà Lưu Lao Đầu chúng thuộc về Điền Hàng, là hàng thuật bắt nguồn từ Vân Nam, uy lực không lớn, cùng lắm chỉ được coi là trò chơi khăm, cơ bản không bị giảm thọ. Trương Quốc Trung phân tích, dường như mục đích của Triệu Côn Thành không đơn giản chỉ vì tiền. Hai trận được bố trí ở tổ trạch nhà họ Liêu là loại pháp thuật độc thần hí quỷ, cực kỳ thâm độc, thi triển một lần là giảm thọ 10 năm. Còn Lạc Hàng, hai người trúng lần này không những bị giảm thọ, nếu không cẩn thận, kẻ thi thuật sẽ bị rối loạn tinh thần. Nói theo cách sang chảnh thì chính là tẩu hỏa nhập ma. Xem ra việc bọn họ phá quỷ môn trận đã khiến Triệu Côn Thành đề cao cảnh giác, không ngại dốc hết tâm cơ dọn sạch chướng ngại vật. Chưa đầy 5 phút đồng hồ, Triệu Quốc Trung đã khắc lên cửa xe của Tần Qua một hình vẽ kỳ quái. Xong rồi, hy vọng có tác dụng. Triệu Quốc Trung thu hồi chủy thủ, đây là cách chuyên dùng để đối phó súc sinh nhập thân. Nguyên lý hàng thuật cũng không khác súc sinh là mấy, mong là có thể dùng được. Triệu Quốc Trung vừa nói vừa ra hiệu cho Tần Qua. Ô tô quay đầu chạy về hướng tổ trạch của nhà họ Liêu. Tần tiên sinh, hãy ông về chỗ Liêu tiên sinh đi, giúp sư huynh tôi một tay. Triệu Quốc Trung ngồi trên xe kiểm tra vật dụng một lượt. Tôi không sợ hắn. Tần Qua mỉm cười. Trương trưởng môn, có cần báo cảnh sát hay không? Cảnh sát sẽ tin mấy chuyện này sao? Trương Quốc Trung hỏi. Tần Qua lắc đầu. Lúc này xe cũng vừa lúc đến trước cổng tổ trạch nhà họ Liêu. Trương trưởng môn, cậu có nghĩ vì sao Triệu Côn Thành lại không ngại giảm dương thọ để làm mấy cái chuyện này hay không? Tần Qua nhíu mày hỏi. Vì tiền, hoặc là... Trương Quốc Trung nghĩ một hồi đáp. Nghe thất gia nói người này lớn lên trong cô nhi viện, lẽ nào thất gia đã hại cha mẹ của hắn? Trương Quốc Trung rút chủy thủ đi tới trước mặt Tần Qua. Tần tiên sinh, tôi nhất chúng ta đừng chạm vào thứ gì, nơi này đã có người động tay động chân. Lúc hai người bước vào nhà, phát hiện đèn trong phòng đã bị ai đó tắt đi. Tần Qua giống như suy tư điều gì, cậu không phản bác lại suy đoán của Trương Quốc Trung về thân thế Triệu Côn Thành. Nắm chắc khẩu súng, cẩn thận đi theo phía sau Trương Quốc Trung. Điện đã bị cắt. Trương Quốc Trung dùng tay ấn vào công tắc đèn, không có phản ứng. Xem ra đêm nay Triệu Côn Thành đang nói giữa chừng, bỗng có ánh sáng loe lên. Một cây đèn pin được đặt vào tay mình, vẫn là đèn pin kiểu Mỹ dùng trong đợt thám hiểm lần trước. Không có Lưu Lao Đầu ở đây, Trương Quốc Trung đích thực có chút không yên tâm. Tuy kỳ xảo Triệu Côn Thành không thể so với tổ tông của hắn là Triệu Tam Cách, nhưng hiểu biết của mình đối với hàng thuật không nhiều lắm. Hơn nữa Triệu Côn Thành xem ra cũng là kẻ thông minh, không chừng còn có súng. Mào sơn thuật cho dù cao thâm, tám phần cũng phải bó tay. Trương trưởng môn, nơi này đã bị người ta làm phép sao? Tần Qua hỏi. Không biết nữa. Trương Quốc Trung vừa định tiếp tục đi vào bên trong, bỗng Tần Qua túm lấy áo anh ta. Trương trưởng môn, cậu xem đằng kia. Trương Quốc Trung thấy vậy, điền theo ánh đèn pin của Tần Qua, phát hiện trên tường có một dấu tay máu. Tần Qua lập tức chạy qua đó, nhìn kỹ dấu tay, chợt thốt lên. Quái lạ! Dấu tay này có 6 ngón, giống như có 2 ngón cái. Hơn nữa, còn đối xứng hai bên, không nhìn ra là tay trái hay tay phải.
Tần Qua đang tập trung quan sát, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Trương trưởng môn, Trương trưởng môn! Tần Qua hô to, chỉ thấy phía sau không một bóng người. Sao lại thế này? Tần Qua nắm chặt súng trong tay, đi về phía cửa. Có điều đi qua nửa ngày, vẫn thấy khoảng cách từ chỗ mình tới cửa không hề thay đổi. Dường như mình đã bị cầm chân tại chỗ. Quá kỳ lạ, Trương trưởng môn! Tần Qua hét lớn. Bỗng phía đối diện loe lên một bóng người. Trương trưởng môn! Tần Qua dùng đèn pin chiếu qua đó. Cha! Tần Qua không thể tin vào mắt mình. Trước mặt chính là người cha đã qua đời nhiều năm. Giả thần giả quỷ! Tần Qua giơ tay bắn liền mấy phát súng qua đó. Không ngờ người đối diện dường như thật sự trúng đạn, máu tươi bắn ra đầy đất, lập tức cục xuống không hề nhúc nhích. Cha! Cha! Tần Qua vội vàng lao tới đỡ người kia dậy, chợt phát hiện hắn không phải cha mình mà là thất gia. Ta đang nằm mơ sao? Tần Qua tự tát mình một cái, có cảm giác đau đớn. Nhìn ra xung quanh, đại sảnh tổ trạch nhà họ Liêu đã biến thành biệt thự nhà mình từ lúc nào. Tần tiên sinh! Triệu Quốc Trung chạy tới đỡ Tần Qua, thấy ông ta cứ nhìn chằm chằm bức tường. Dưới ánh đèn pin, đồng tử hoàn toàn biến thành màu trắng. Ai! Triệu Quốc Trung hối hận vì đã không cản Tần Qua. Thì ra dấu tay trên tường chỉ là mồi dự, thứ muốn đoạt mạng người thật sự nằm trên mặt đất. Dưới chân Tần Qua có hai vòng tròn được rải bằng bột phấn màu trắng. Triệu Quốc Trung vội vàng đặt Tần Qua nằm thẳng xuống đất, cởi áo đâm thủng thất mạch, sau đó dùng phương pháp phá giải ngốc hàng trên người Lưu lão đầu. Thế nhưng lần này đồng tiền không hề dựng lên. Hơn nữa, lúc Trương Quốc Trung cắm chùy thủ vào hình người xếp bằng đồng tiền, Tần Qua cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là chiêu phá giải hàng thuật do Mã chân nhân truyền dạy năm đó, sao giờ lại không linh? Theo lời sư phụ, nếu hàng thuật không dùng oán khí người chết bày thành hàng cục hay hàng trận thì chỉ là loại bình thường, nguyên lý không khác gì xúc sinh làm mấy. Tuy nhiên, về mặt lý luận, xúc sinh nhập thân khác với ác quỷ nhập thân. Người bị ác quỷ bám lên người sẽ có sức lực lớn vô cùng, mất đi lý trí. Còn xúc sinh thành tinh phần lớn chỉ khiến người sinh ra ảo giác. Người bị nhập sẽ ăn nói lung tung hay bất tỉnh nhân sự, trên cơ bản chẳng có sức mạnh. Nghĩ đến đây, khi nóng của Trương Quốc Trung không khỏi xông thẳng lên đại não. Con mẹ nó, người muốn liều mạng, lão tử sẽ chơi với người đến cùng. Chỉ thấy Trương Quốc Trung ngã Tần Qua xuống, một mình đi ra ngoài, dùng chùy thủ vẽ gì đó lên bãi đất trống trước cửa. Tiếp theo, đốt bó hương, cắm từng cây xuống đất. Cùng lúc đó, tại nhà thất gia, Lưu lão đầu dùng máu gà vẽ quanh sofa một cái bát dương trận. Sau đó, bảo thất gia tìm 8 vệ sĩ đứng tại 8 mắt trận. Xong xuôi, Lưu lão đầu dùng long lân cắm ở giữa, trầm giọng nói: "Thất gia, thật không dám giấu giếm, đây là hạ hạ sách, xem ra cái thằng danh kia muốn liều mạng." "Tôi có chuyện không hiểu." Nghe Lưu lão đầu nói vậy, thất gia lập tức đổ mồ hôi lạnh. Sao họ Triệu kia có thể hạ độc thủ với tôi? Lưu lão đầu ghé sát miệng bên tai thất gia thì thầm vài câu. "Cái gì? Nội gian?" Sau khi đuổi hết người hầu ra ngoài, chỉ để lại mấy vệ sĩ thân cận, thất gia buột miệng thốt lên: "Đúng vậy, sàn nhà của ngài lát bằng đá hoa cương, cực kỳ cứng rắn." Lưu lão đầu ngồi xuống bên cạnh thất gia nói tiếp: "Tôi với Quốc Trùng hợp sức lan lộn cả đêm mới cậy được phiến đá kia lên. Động tinh lớn như vậy, bên ngoài 10 dặm đều có thể nghe thấy. Ngài
không biết gì sao. Thất gia nhíu mày, dường như suy tư điều gì. Lưu tiên sinh, thế này là sao? Gần đây ông có ra khỏi nhà hay không? Lưu lão đầu không chút hoang mang, châm điếu thuốc hỏi. Không, 2 tháng gần đây, cùng lắm tôi chỉ đi dạo trong hoa viên. Thất gia trả lời. Vậy thì tốt rồi, tiểu tử kia chắc không có bản lĩnh lớn đến vậy. Ngài không cần sợ, trận pháp này chỉ để đề phòng vạn nhất. Chúng ta ngồi đây chơi ván cờ, sáng mai quốc trung về, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Dứt lời, Liều lao đầu lấy ra một bộ cờ tướng du lịch. Liều tiên sinh, mấy vị tiên sinh trước kia tôi mời đều nói không giống nhau. Hôm nay tôi muốn nghe ngài nói thật một câu. Theo ngài, rốt cuộc Triệu Côn Thành có lai lịch gì? Thất gia trầm giọng suy tư. Thật ra hắn có lai lịch gì tôi cũng không rõ lắm đâu, nhưng có thể khẳng định thuật pháp Triệu Côn Thành sử dụng không giống mấy thứ từ Nhật Bản hay Malaysia. Đây hoàn toàn là do tổ tiên họ Triệu nhà hắn tự nghĩ ra, xuất hiện từ thời Hậu Tấn. Liều lóc đầu nói. Hậu Tấn? Thật ra không giấu nổi kinh ngạc. Chính là thời kỳ sau khi nhà Đường tan rã. Liều lao đầu vừa muốn kể với thất gia câu chuyện về Triệu Tam Cách, đột nhiên dây giày đứt tung. Điểm báo! Liều lao đầu vội vàng xem la bàn, không có gì hết. Chẳng lẽ quốc trùng? Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Ngàn cân treo sợi tóc. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Trực quốc trùng dùng hương cắm thành một vòng lớn. Tiếp theo, 76 tấm sinh phù trên mặt đất, lấy từ trong túi ra một đống kê hầu, cũng chính là xương gà tươi. Trên mỗi tấm sinh phù lại cắm một cây xương gà. Đây cũng là trận pháp do Trương Quốc Trung nhất thời nghĩ ra, tự đặt tên Quần Dương Trận, là tập hợp của 2 trận pháp Mao Sơn, bao gồm Tiếm Dương Trận và Cúc Âm Trận. Tiếm Dương Trận dựa vào sinh phù là chính, dùng kê hầu phô trương thanh thế, chủ yếu đối phó xúc sinh. Tiếm Dương Trận bày ra, dương khí của người thi thuật sẽ bị 16 tấm sinh phù chia đều thành 16 phần. Xúc sinh rất khó phân rõ đâu là người thi pháp, đâu là sinh phù, cho nên sẽ mù quáng công kích. Nhưng lần này đối thủ không phải xúc sinh mà là con người có tư duy, cho nên Trương Quốc Trùng đã bổ sung thêm một tầng Cúc Âm Trận. Trên cơ sở Tiếm Dương Trận, đây là loại trận pháp gậy ông đập lưng ông, đóng cửa thả chó. Dựa vào 36 cây dẫn hồn hương, giả bộ xây dựng trước mặt ác quỷ hoặc xúc sinh một lớp khí tràng cực kỳ cường đại, nhưng lại cố tình thò ra sơ hở. Một khi đối phương tiến vào sẽ không thoát ra được, trừ phi đánh bại người thi pháp. Đây cũng được coi là cuộc khảo nghiệm năng lực bản thân, bởi người thi pháp chỉ dùng Cúc Âm Trận khi xác định đối phương không phải đối thủ của mình, bày trận để phòng ngừa đối phương chạy trốn mà thôi. Sau khi bày xong Quần Dương Trận, Trực Quốc Trùng quay vào trong nhà, cõng Tần Qua ra ngoài, dùng la bàn xác định phương hướng, sau đó đặt tỏa tâm phủ tại 8 vị trí: Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài trong nhà. Tiếp theo lại dán một đường dẫn quỷ phù thẳng ra đến cửa lớn tổ trạch nhà họ Liêu, đối với phá khẩu phía trước Quần Dương Trận. Xong xuôi, Trực Quốc Trùng quay lại trong trận, tự đâm thùng thất mạch, cắm chủy thủ thật mạnh xuống đất, tiếp tục bày Dương Nộ Trận. Nhưng lần này
đồng tiền trong tiểu thất quan đã được thay thế bằng kê hầu. Cuối cùng, Trương Quốc Trung dùng kim châm cứu đâm vào sau tai mình. Con mẹ nó, muốn cứng chọi cứng với lão tử. Trương Quốc Trung lẩm bẩm. Theo lý thuyết, sau mỗi lần thi hàng, hàng sư đều bị tổn thương nguyên khí, cần tu dưỡng một thời gian rất dài mới có thể thi hàng lần nữa. Vậy mà lần này, chỉ trong một ngày, Triệu Côn Thành đã thi triển hàng thuật tới 3 lần. Hơn nữa, còn có 2 lần thành công. Theo Trương Quốc Trung phỏng đoán, giờ phút này, Triệu Côn Thành đã chẳng còn năng lực gì. Hơn nữa thất gia còn nói, Triệu Côn Thành ít nhất cũng đã 50 tuổi. Căn cứ độ khó của hàng thuật hắn sử dụng lần này, xem ra Dương Thọ đã bị trừ gần hết. Hiện tại chắc trốn nơi nào đó chống đỡ mà thôi. 16 tấm sinh phủ đủ để gạt hắn 16 lần. Trương Quốc Trung không tin, chỉ trong thời gian ngắn, Triệu Côn Thành có thể liên tục thi triển 16 loại hàng thuật. Còn mẹ nó, cho dù lão tổ tông Triệu Tam Cách của ngươi có bò ra khỏi mộ, hôm nay lão tử cũng phải giúp lão quay về đó lần nữa. Lửa giận xông lên đại não, hai mắt Trương Quốc Trung lúc này trở nên đỏ ngầu. Nếu trong nhà có nguy hiểm, vậy thì dứt khoát dẫn ra ngoài giải quyết. Nguyên lý căn bản của hàng thuật chính là chuyển hóa sức mạnh của con người thành thứ tương tự với âm khí của súc sinh, nhằm bám vào vật nào đó, ví như tro cốt, thi thể, vật tà sát, vân vân. Bỗng nhiên kê hầu cắm trên mặt đất rung lắc vài cái. Trực Quốc Trung cảm thấy gió lạnh từ phía cổng chính tổ trạch nhà họ Liêu ào ào thổi về hướng mình. Tách một tiếng, một cây hương thế thân đổ gục, giống như bị bàn tay ai đó bẻ gãy. Dưới đất, kê hầu cắm trên sinh phủ cũng rung lên bần bật, mặc dù gió không quá lớn. Chớp mắt, khói sương xung quanh vòng dẫn hồn đã xảy ra biến hóa. Tuy gió bên ngoài rất nhỏ, nhưng vẫn thừa sức thổi tan làn khói. Kỳ quái chính là khói hương cứ luẩn quẩn quanh quần dương trận, chẳng những không tiêu tán, ngược lại càng tụ càng nhiều. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật sự khó có thể tin kỳ quan này tồn tại. Đang lúc tập trung cao độ, một cây kê hầu bên cạnh Trương Quốc Trung bị cuốn phăng, sinh phù bên dưới cũng sắp bị gió thổi bay. Ở yên đấy cho ta! Trương Quốc Trung hét lớn một tiếng, cắm mạnh chủy thủ lên sinh phủ, để tiện dẫn sói vào nhà. Sơ hở của quần dương trận được bố trí đối diện với cổng chính tổ trạch nhà họ Liêu. Nếu có thứ gì xông vào trận, sẽ trực tiếp đối đầu với Trương Quốc Trung. Lúc này, tá mệnh châm đã kích phát tiềm năng lớn nhất trong cơ thể. Chỉ thấy Trương Quốc Trung lôi từ trong người ra một cây kê hầu khác, thay thế chủy thủ cắm lên sinh phủ. Một lần nữa đứng dậy, nhắm mắt, khai mở tuệ nhãn, phát hiện bốn phía đều là cuồng phong màu xám cuồn cuộn không dứt. Bỗng nhiên rắc rắc mấy tiếng, 36 cây dẫn hồn hương đã bị gãy đến 17-18 cây. Sinh phù trên mặt đất còn 5-6 tấm cũng bị rách tả tơi. Muốn thoát sao? Không dễ dàng vậy đâu. Trương Quốc Trung hét lớn một tiếng. Trong tuệ nhãn, một luồng hắc khí nghênh diện đánh tới. Chính là thứ này. Trương Quốc Trung cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên chủy thủ. Chỉ thấy tiểu thất quan cùng kê hầu cắm sinh phù gãy thành 2 đoạn, bay vèo ra xa tới hơn 10 mét. 36 cây dẫn hồn hương lần lượt bị bẻ gãy toàn bộ, sinh phù hết thảy đều rách tả tơi. Cuối cùng với tiếng thét, tá mệnh châm cắm sau tai Trương Quốc Trung lập tức bật ra khỏi huyệt vị. Đúng lúc này, một tiếng ầm lớn vang lên, còn to hơn cả lúc dùng thuốc nổ phá trường sườn ở Lạc Định Đài. Toàn bộ cửa kính lầu 1 tổ trạch nhà họ Liêu đều bị bể nát. Đây là kính chống đạn, dùng búa sắt cũng khó có thể đập vỡ. Vậy mà xem ra kế hoạch của Trương Quốc Trung đã có kết quả như mong muốn. Chỉ cần giữ được mạng thì chính là thắng lợi. Tùy dương nội trận là loại trận pháp
không có lực sát thương. Nhưng nếu thi triển bên trong quần dương trận sẽ tạo thành sức mạnh không thể coi thường. Đối phương tuy lợi hại nhưng rốt cuộc cũng là người. Sức mạnh của hắn bị phong bế bên trong quần dương trận. Dương nộ trận chợp mắt bộc phát dương khí khủng bố, cũng đủ để đánh tan âm khí. Lần này đi thực Trương Quốc Trung đã dùng sức quá mức, đến 8 mệnh châm cắm sau tai cũng bắn ra ngoài. Nếu thất bại, hậu quả thực vô cùng nghiêm trọng. Hắn còn mẹ đó, quả nhiên ở đó. Trương Quốc Trung cảm thấy tai mình ù ù, chân tay mềm nhũn như sợi bún. Tuy thần trí vẫn còn tỉnh táo nhưng nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Tần tiên sinh. Trương Quốc Trung hữu khí vô lực hô hai câu. Giờ phút này hắn hy vọng nhất chính là Tần Qua có thể tỉnh lại. Bởi theo dự đoán của Trương Quốc Trung, cho dù Triệu Côn Thành chưa chết, chắc cùng không hơn mình là mấy. Quá nửa ngày, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Trương Quốc Trung miễn cưỡng mở mắt, dưới ánh trăng chỉ thấy một lão già tóc bạc lảo đảo đi ra. Tần tiên sinh phải không? Thời gian trôi qua, Trương Quốc Trung phát hiện trước mắt mình càng lúc càng mơ hồ. Người đối diện cũng có tóc bạc giống như Tần Qua, đường nòm quần áo hình như không phải. Triệu, không cần đoán cũng biết người này chính là Triệu Côn Thành. Có điều Trương Quốc Trung hơi bất ngờ. Theo thất gia mô tả, hắn phải là người đàn ông trung niên, nhưng sao giờ đây lại thành một lão già? Phải chăng cái gọi là giảm thọ trong hàng thuật chính là đẩy nhanh tốc độ lão hóa? Triệu Côn Thành đi tới trước mặt Trương Quốc Trung, chậm rãi ngồi xuống. Trông dáng vẻ cũng chẳng khá hơn Trương Quốc Trung là mấy. Khoe miệng chảy một vệt máu. Thằng nhóc, người đoán không sai, ta chính là Triệu Côn Thành. Ngạn ngữ có câu, được an lành thì cứ hưởng, đừng lo nghĩ không đâu. Triệu Côn Thành vừa nói vừa bẻ bàn tay vô lực của Trương Quốc Trung, đoạt lấy chủy thủ. Nếu kiếp sau ngươi còn làm người, nhớ kỹ, không nên xen vào việc của người khác. Dứt lời, dành một nhát lên cổ tay Trương Quốc Trung. Trương Quốc Trung nhắm nghiền hai mắt. Đây là lần thứ hai anh ta có loại cảm giác này, sau lần bị điền quỷ túm chân trong bảo động. Nhị nha, kiếp sau hai ta sẽ nối lại nhân duyên. Sơ biệt Triệu Côn Thành vẫn còn sức, và rồi mình sẽ không dốc hết toàn lực. Đúng lúc này, một tiếng súng đanh thép vang lên, bả vai Triệu Côn Thành thấm đầy máu. Ai? Triệu Côn Thành đột nhiên quay đầu lại, phát hiện đằng sau có một bóng người trao đảo ngả nghiêng đang chĩa súng về phía mình. Triệu Côn Thành nghiến răng giận dữ, lập tức phóng chủy thủ qua đó. Bóng người này chính là Tần Qua, nhưng hiện tại thân thể suy yếu, để khi nhìn thấy con dao đang bay tới chỗ mình, muốn tránh đã không kịp. Tần lực nghiêng người, chủy thủ sượt qua bả vai, cắt một đường thật sâu. À một tiếng, súng của Tần Qua rơi xuống. Tay ôm vết thương, nằm gục dưới đất, trừng mắt hung tợn nhìn Triệu Côn Thành. Tần Qua. Triệu Côn Thành bật cười ha ha. Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi, không cần gấp. Nói rồi, lão ta đi tới chỗ Tần Qua, cúi nhặt khẩu súng. Cây súng này không tồi. Triệu Côn Thành cầm súng trong tay ngắm nghía, sau đó lại đi đến trước mặt Trương Quốc Trung. Đối với lão ta, Tần Qua không đáng sợ, nhưng thằng nhóc trước mặt này nhất định phải chết. Lão không ngờ trên thế giới này lại có người chịu được trọng thương như vậy. Mình nhẫn nhịn bao năm làm thủ hạ của Liêu Thất mới đi đến ngày hôm nay. Nếu không trừ khử thằng nhóc này, công sức bấy lâu sẽ như muối đổ biển. Nhóc con, kiếp sau đầu thai qua châu Phi đi. Dứt lời liền bóp cò súng. Đúng lúc này, lão phát hiện một sáng sắc lạnh bay thẳng đến ngực của mình. Triệu Côn Thành nghiêng mình tránh thoát. Trương Quốc Trung vừa mừng vừa sợ, không ngờ lão già này còn nhanh nhẹn như vậy.
Cùng mày cứu tình tới kịp thời. Leng keng một tiếng, chủy thủ văng xa hơn 10 mét. Kế tiếp là một tràng súng AK văng lên. Đứng lại! Đây là tiếng của A Quang. Triệu Côn Thành nhảy thoăn thoắt như sóc, chợp mắt đã chạy ra ngoài xa hơn chục mét, lôi từ trong túi áo ra thứ gì đó ném lên không trung. Chỉ thấy một chùm ánh sáng chói lòa phóng lên. Mọi người theo phản xạ tự nhiên đưa mắt lên chèm mắt. Cùng trong chưa đầy 10 giây này, Triệu Côn Thành biến mất không chút tăm hơi. Quốc Trung! Quốc Trung! Còn mẹ nó, người đâu? Liễu Lão Đầu chạy tới, vội vàng bắt lấy cổ tay Trương Quốc Trung. Con mạch đập vẫn chưa chết. Đến khi Trương Quốc Trung tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đặc biệt cỡ lớn, tay cắm ống truyền dịch, bên cạnh là một người phụ nữ đang gục đầu ngủ. Xin hỏi. Trương Quốc Trung đã hồi phục ít nhiều, cảm thấy có thể xuống đất. Vừa dứt lời, người phụ nữ choàng mở mắt. Ồ, xin hỏi Tần tiên sinh thế nào? Không đợi Trương Quốc Trung nói hết, người phụ nữ lập tức vừa hét lớn vừa chạy ra ngoài. Chưa đầy 3 phút, trong phòng đã chật kín người. Ngoài trừ Thất Gia, Lưu Lao Đầu cùng A Quang, còn có mấy y tá và một bác sĩ mắt xanh tóc vàng. Tôi không sao. Trương Quốc Trung vừa định xuống giường, vị bác sĩ kia lập tức ấn anh ta xuống, kiểm tra đồng tử, nhịp tim một hồi. Đây đúng là kỳ tích. Tiếng phổ thông của vị bác sĩ Tây Phương cũng không tệ. Tôi tưởng anh ta phải hôn mê ít nhất 3 ngày mới có thể tỉnh lại chứ. Quốc Trung, họ Tần kia đã chết, để cũng đừng nhớ hắn làm gì. Cố gắng dưỡng thương cho tốt. Liễu Lão Đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Chết rồi. Trương Quốc Trung lập tức giật ống truyền dịch, muốn nhảy xuống đất. Liễu Lão Đầu vội ngăn anh ta lại. Ấy ấy, chọc đệ chút thôi. Không chết, không chết. Đang nằm thẳng cẳng ở phòng bên cạnh, để cứ yên tâm dưỡng thương. Ấy ấy bác sĩ, phiền ông cắm lại ống cho nó. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn Thất Gia và Liễu Lão Đầu ở lại. Thất Gia, căn phòng con trai ông trước kia nhất định có vật gì đó. Trương Quốc Trung quả quyết. Cậu muốn nói có thể khế đất đang ở trong phòng. Thất Gia nói. Trương tiên sinh thật sự cảm ơn, lần này đã liên lụy cậu rồi. Cùng mày Lưu tiên sinh liệu sự như thần. Thất Gia có thể yên tâm, tổ trạch nhà ông hiện đã không còn quỷ quấy phá nữa. Triệu Côn Thành đang bị nội thương, trong thời gian ngắn sẽ không gây sóng gió. Hy vọng trước khi tôi bình phục, ông có thể phái người canh gác nơi đó cẩn thận. Trương Quốc Trung dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó nói tiếp. Thật ra, mấy di vật của con trai ông hiện có ở đây không? À, có. Để tôi sai người lấy cho cậu. Dứt lời, Thật ra khoát tay, tuôn ra một tràng tiếng Anh. Cô hầu gái cúi mình thật sâu, quay đầu ra cửa. Chốc lát sau, bê một cái hộp to tới. Mở ra thì thấy bên trong có rất nhiều thứ linh tinh. Đây là cái gì? Trương Quốc Trung cầm lấy một quyển sổ, mở ra xem thì là nhật ký. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư mang tên Dấu Vết Để Lại. Xem ra thiếu gia họ Liêu này rất thích viết nhật ký, ngày nào cũng phải kín 5-10 trang. Đại khái nói về các chuyện xảy ra trong ngày. Trương Quốc Trung chăm chút đọc, hy vọng có thể dựa vào tìm ra nguyên nhân vì sao Triệu Côn Thành cam tâm chịu mất 10 năm dương thọ, quyết hại bằng được anh ta. Lật đến trang cuối, thấy có 3 chữ phồn thể siêu siêu vẹo vẹo. Liêu Tư Cử, có lẽ là tên của thiếu gia họ Liêu. Nếu Thất Gia còn mang chút văn hóa truyền thống, thì con trai ông ta lại ảnh hưởng nhiều bởi phong cách phương Tây. Trương Quốc Trung hy vọng trong mấy ngày dưỡng bệnh có thể tìm xem rốt cuộc Liêu Tư Cử đã phát hiện ra thứ gì
mà lại chọc phải họa sát thân. Đúng là không đọc không biết, dường như Trương Quốc Trung đã đánh giá Liêu Tư Cử quá cao. Nhật ký của anh ta có đến 80% là ghi chép về những lần ăn chơi phóng đãng, cờ bạc gái gú, ngày nào hẹn hò minh tinh điện ảnh, ngày nào sang Ma Cao thua mấy trăm vạn, vân vân và vân vân. Trương Quốc Trung không khỏi cảm thán, thiếu gia này không viết Kim Bình Mai thật sự là bỏ sót tài năng. Trương Quốc Trung thầm nghĩ, may mà tiểu tử này chết sớm, bằng không với lối sống trụy lạc như vậy, không cần Triệu Côn Thành hại chết, thật ra cũng sẽ bị thằng trời đánh này làm cho tức chết. Tiếp tục tìm kiếm, có mấy dòng trong nhật ký khiến Trương Quốc Trung chú ý. Ngày 18 tháng 8, trời mưa to. Hôm nay xem báo thấy nói, người ngủ tốt nhất là đầu hướng Nam, chân hướng Bắc, như vậy sẽ giữ được sự tương đồng với từ trường trái đất. Về nhà phát hiện bố cục như vậy, ánh nắng sẽ chiếu vào giường, vì thế gọi là tìm Maka, tìm vài người tới giúp mình dọn sang phòng mới. Sau khi ngủ thử một đêm, quả nhiên không giống nhau, cảm thấy tinh thần thay đổi nhiều. Ngày 22 tháng 8, trời đầy mây. Đêm qua mình gặp ác mộng. Kỳ lạ ở chỗ, từ khi đổi phòng mới xảy ra hiện tượng này, xem ra phải mời tiên sinh đến xem. Ngày 29 tháng 8, đêm qua lại mơ giấc mơ kỳ quái đó. Tiên sinh này nói trong nhà không có gì, có lẽ đổi chỗ ngủ nên không quen. Tuy nhiên mình vẫn thấy thực sự cổ quái. Ngày 5 tháng 9, trời đầy mây. Mình kể với háo tử về giấc mơ kỳ quái kia. Hắn nói mình thích phụ nữ đến phát điên rồi, Bồ Tát cũng không tha. Mình nói tội lỗi, không phải như hắn nghĩ vậy đâu. Mình thường xuyên bị dọa cho tỉnh ngủ, đã đi thờ Phật. Nếu biết chuyện này, không rõ ông cụ có bị đau tim không nhỉ. Ngày 8 tháng 9, mình lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó. Phát điên mất thôi, xem ra nơi này có gì đó không bình thường, phải chuyển nhà mới được. Ngày 15 tháng 9, trời đầy mây. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Giấc mơ ngày càng khủng bố. Hôm nay có hẹn Đinh tiên sinh, nhất định phải nhờ ông ta giải quyết. Thật là đáng sợ mà. Sau đó toàn là giấy trắng. Xem ra đây là trang nhật ký cuối cùng của Liêu Tư Cử khi còn sống. Trương Quốc Trung vắt óc suy nghĩ, không biết anh ta đã mơ thấy cái gì, chẳng lẽ làm chuyện XYZ với... Tội lỗi, tội lỗi, tuyệt đối không có khả năng, không thể nào. Theo lý thuyết, mơ thấy Phật là điềm lành, vậy sao Liêu Tư Cử lại bị dọa thành ra như vậy? Phiền cô giúp tôi mời thất gia qua đây. Trương Quốc Trung nói với cô hầu gái bên cạnh, chỉ thấy cô ta kỳ quái nhìn mình, dường như nghe không hiểu. Vì thế vận dụng hết vốn tiếng Anh, cố gắng dặn ra một câu. Can you please seven uncle? Thế cô ta vẫn ngơ ngác, rút phải lục tục xuống giường. Không màng cô hầu gái ngăn cản, Trương Quốc Trung khập khiễng đi tới phòng thất gia. Lúc này, thất gia đang đánh cờ với Lưu lão đầu. Trương tiên sinh, cậu sao rồi? Thất gia vội vàng đứng dậy, nhường chỗ của mình cho Trương Quốc Trung. Thất gia, ông có biết một người bạn của Liêu thiếu gia tên Háo Tử hay không? Trương Quốc Trung ngồi xuống, thèm những gì viết trong nhật ký. Xem ra chỉ có người tên Háo Tử kia biết rốt cuộc Liêu Tư Cử đã mơ thấy cái gì. Ai... Thất gia thở dài một tiếng. Tư Cử thực không nên thân đa. Đám bạn bè xôi thịt của nó tôi không biết, cũng không muốn dính dáng. Thất gia dùng quải trượng gõ cồm cộp xuống sàn nhà. Nếu nó còn sống đến giờ, có lẽ đã làm tôi tức chết rồi. Lời nói này khiến Trương Quốc Trung giờ khóc giờ cười. Hoa gia thất giả cũng cùng suy nghĩ với mình. Thế nào, hắn biết manh mối quan trọng gì sao? Thất giả lộ vẻ khẩn trương. Ông có đọc nhật ký của cậu ấy hay không?
Trương Quốc Trung nói: "Có, toàn là mấy thứ dung tục." Thật ra có chút kích động. Khi ấy tôi còn nghĩ đúng là gia môn bất hạnh, sao lại sinh ra một tên dâm tặc vậy à? Nào ngờ. Thật ra thở dài, đến dâm tặc cũng không giữ được. Thật ra đừng kích động. Tôi phát hiện nhật ký của Liêu thiếu gia có chút kỳ quặc. Hơn nữa, vào ngày cậu ấy qua đời, từng viết là đến chỗ hẹn gặp Đinh tiên sinh. Không biết ông có quen người này hay không. Trương Quốc Trung chìa ra quyển nhật ký, nhưng thật ra quay mặt không chịu nhìn. Hắn là tiên sinh có tiếng ở Hồng Kông, cảnh sát đã điều tra, trên đường tư cử tới nhà hắn thì xảy ra chuyện. Thật ra lắc đầu bất đắc dĩ. Người đó chuyên xem phong thủy, sao Trương tiên sinh lại nghi ngờ hắn? Không phải nghi ngờ, chỉ là có chút vấn đề muốn làm rõ thôi. Trương Quốc Trung cân nhắc một hồi nói: "Thật ra không biết ông có thể tìm ra háo tử và Đinh tiên sinh hay không?" "À, không thành vấn đề. Giờ tôi cho người đi làm." "A Quang." Thật ra là người quyết đoán, nói chuyện gì liền làm ngay. Một ngày trôi qua, A Quang mang về hai tin tức, nhưng đều khiến Trương Quốc Trung hoàn toàn thất vọng. Tin thứ nhất, thông qua quan hệ với cảnh sát, được biết toàn Hồng Kông, riêng đối tượng phạm án có biệt hiệu háo tử, tuổi từ 35 đến 45, cũng khoảng hơn 500. Nếu thẩm vấn từng người một, chỉ sợ hết năm vẫn chưa xong. Ngoài ra, còn vô số người không có trong hồ sơ phạm tội. Nếu tìm kiếm trên quy mô lớn, yêu cầu phải có chữ ký của thanh tra trưởng. Tin thứ hai, Đinh tiên sinh mới chết cách đây không lâu, do bị đột quỵ. Cách đây không lâu, Trương Quốc Trung nhíu mày, dùng nắm tay hung hăng đập bàn một cái. Không sai. Không sai cái gì? Liêu lão đầu khó hiểu. Họ Đinh kia khẳng định là người của Triệu Côn Thành. Căn cứ theo những gì mình biết, Trương Quốc Trung bắt đầu phân tích. Là hắn đã tiết lộ nội dung giấc mơ của Liêu thiếu gia với Triệu Côn Thành. Sau khi Triệu Côn Thành phát hiện quỷ môn trận bị phá, sợ họ Đinh kia tiết lộ bí mật, vì thế giành trước một bước giết người diệt khẩu. Có lý. Thất gia âm thầm gật đầu. A Quang nói với thanh tra Trần, cho dù tra xét đến hết sang năm cũng phải tìm ra tên háo tử này, bằng không Liêu thất ta coi như chưa bao giờ quen biết hắn, không thể để Triệu Côn Thành tiếp tục tác oai tác quái. Khoan đã, Trương Quốc Trung vừa nói vừa giữ A Quang lại. Điều tra trên quy mô lớn có khả năng sẽ rút dây động rừng. Thật ra đừng quên, Triệu Côn Thành cũng có tài mắt ở cục cảnh sát. Vạn nhất Triệu Côn Thành không biết háo tử có liên quan đến việc này, chẳng phải chúng ta đã vạch áo cho người xem lưng sao? Lúc này, hình ảnh một người bỗng hiện lên trong đầu Trương Quốc Trung, chính là Vương Tử Hào. Tính tuổi tác, Vương Tử Hào cùng lứa với Liêu Tư Cử. Tính hình tượng, Vương Tử Hào cũng có tiếng là kẻ không đàng hoàng. Vương Tử Hào luôn khoác lác mình giao du rộng rãi. Nếu chuyện này không thông qua cảnh sát, tính bảo mật sẽ cao hơn rất nhiều. Sau một cú điện thoại chưa đầy nửa giờ, Vương Tử Hào đã tất tả chạy qua đây. Thật ra, ai ra, Trương tiên sinh, có chuyện gì mà gấp vậy? Tử Hào, có việc muốn nhờ cậu, nhất định phải dốc toàn lực đi làm. Thật ra vẻ mặt nghiêm nghị. Thật ra, có gì ngài cứ nói. Bộ dáng Vương Tử Hào chẳng khác gì hán gian, xum xoe nịnh hót. Cậu có quen một người tên háo tử hay không? Thật ra nhèo mắt hỏi. Ây da, người có tên này nhiều lắm mà, tôi cũng có quen vài vị. Vậy được rồi, phiền cậu mời hết bọn họ đến đây, tôi có chuyện muốn gặp. Thật ra gật đầu nói. Khi này, Vương Tử Hào lập tức bày ra vẻ vô tội. Thật ra, lâu rồi tôi không liên lạc đám người đó, đã sớm quên mất tên thần của bọn họ, muốn tìm e cũng không dễ. Còn nữa,
Bọn họ người thì ở Úc Châu, người thì qua Châu Phi. Chẳng lẽ ngài muốn tôi ngồi máy bay vòng quanh trái đất sao? Được thôi, vậy thì chuyện kinh doanh ở Philippines. Thật ra ông Dung cầm tẩu thuốc, rít một hơi thật dài. Vương Tử Hào vừa nghe tới chữ Philippines, lập tức giống như gặp quỷ. À, được rồi, không thành vấn đề, tôi đi ngay đây. À, các vị cứ chờ tin tốt của tôi. À, bà ngài thực sự muốn gọi hết bọn họ tới sao? Vương Tử Hào thầm than xui xẻo, vốn định dùng Trương Quốc Trung lê lỏng Thất Gia, nào ngờ tự mình đào hố chôn mình. Tốt nhất để làm rõ ai quen biết Liêu thiếu gia, Trương Quốc Trung bổ sung. Hai ngày sau, bên phía Vương Tử Hào vẫn không có tin tức. Trương Quốc Trung đã gần khôi phục hoàn toàn. Hai ngày này ở nhà Thất Gia xem như được trải nghiệm đầy đủ cuộc sống của một kẻ có tiền. Cơm tới há mồm, áo đến duỗi tay. Không biết trước giờ nhà Thất Gia vẫn ăn như vậy hay là cố tình chuẩn bị cho riêng mình. Dù sao cũng toàn sơn chân hải vị. Một ngày hai lần uống canh nhân sâm, chất lượng loại sâm này mạnh hơn rất nhiều so với nhân sâm Mã Chân Nhân đào trên bản sơn năm đó. Đúng tiêu chuẩn sâm tự nhiên Trường Bạch Sơn, mấy ngàn đô một củ, chỉ để nấu đúng một chén canh. Uống đến độ da mặt Trương Quốc Trung vừa căng vừa đỏ, trông như hát tuồng. Hôm nay Trương Quốc Trung chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng Lưu Lao Đầu và A Quang quay lại tổ trạch nhà họ Liêu. Chỉ thấy hơn 10 cảnh vệ tư nhân vài vác súng đạn lên nòng, liên tục tuần tra xung quanh ngôi biệt thự. Nếu không có tờ giấy do Thất Gia tự tay viết rồi ký tên, đừng nói là người, đến ruồi bỏ cũng đừng hòng bay lọt. Nhìn màu da dường như là người Thái hay người Phi, nói chuyện oang oang, muốn hỏi thăm mấy câu căn bản. Bước vào căn phòng của Liêu Tư Cử khi còn sống, phát hiện cửa kính chống đạn bị vỡ đã được thay mới. Liêu Lao Đầu dùng la bàn kiểm tra một lượt, xác định không có thứ gì không sạch sẽ, mọi người mới bắt đầu tìm kiếm. Sư huynh, Liêu thiếu gia nói sau khi dọn qua căn phòng này liền bắt đầu gặp ác mộng, huynh xem vấn đề có phải do chiếc giường này không? Trương Quốc Trung cúi xuống gầm giường nhìn kỹ một phen, chẳng có gì hết. Lại đây, giúp đệ nhấc chiếc giường này ra một chút. Dứt lời, Trương Quốc Trung bước tới muốn lật ván giường, loay hoay một hồi vẫn không nhúc nhích. Kẻ lắm tiền có khác, giường cũng nặng hơn người ta, Trương Quốc Trung thầm nghĩ. Liêu Lao Đầu và A Quang đi tới, ba người hợp sức, gân xanh nổi hết cả lên, hò hét rung trời. Chiếc giường giống như mọc rễ, chẳng hề dịch chuyển. Chờ chút, tôi tìm người hỗ trợ. A Quang chạy ra ngoài muốn gọi mấy cảnh vệ tới giúp. Qua chừng 10 phút, chỉ thấy anh ta hùng hùng hổ hổ quay lại. Đúng là đám quê mùa, nghe không hiểu tôi nói cái gì. Thế này đi, tôi về trước tìm người hỗ trợ, hai vị chờ một chút. Dứt lời, A Quang nhanh chóng xoay người rời đi. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, A Quang mồ hôi đầm đìa, chạy như điên vào nhà. Trương tiên sinh, Vương tiên sinh gọi điện từ Malaysia, Lao gia mời các người lập tức qua đó. Trương Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu liếc mắt nhìn nhau. Hay cho Vương Tử Hào, việc làm ăn bị uy hiếp, hiệu suất làm việc liền cao hơn cả tuần qua. Hồi thứ tư kết thúc, cũng xin được kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Vậy Vương Tử Hào mang về thông tin gì? Liệu có tìm được cái tên Hào Tử kia không? Và giấc mơ của Liêu thiếu gia kinh khủng đến mức nào? Và các bạn đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, like và đăng ký kênh trên YouTube MC Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.